Ôi, nhìn cái này ngon nhỉ. Chưa. À, còi chào quý vị nhé, còi đang cùng với Phạm Dũng và xe đục kéo Thiên Lốc vừa đi mua thịt bò ở trên phố chợ Hòe Nhai và bây giờ để mang thịt bò ra quán quán bún ốc ở Hàng Chai ăn. Buổi sáng anh em dậy rất sớm để trải nghiệm phố phường Hà Nội. Bạn đi trải nghiệm đi vừa đi chợ mà vừa ra quán ăn. Đây là bạn Ánh đấy. Tối qua thì cũng anh em cũng tập trung rồi. Hôm nay lại dẫn các bạn đi trải nghiệm nữa. Tối qua nào ngủ ngon không? Mình ngon lắm. Uống bia nhà bạn về ngủ ngon, thích. Thế này hôm qua thời tiết dễ chịu. Mát đúng không? Sáng nay ngủ cũng muốn dậy luôn. Bây giờ mình dậy sớm lắm. Quen dậy sớm rồi. Bây giờ anh em di chuyển ra Hàng Chai. Nhưng mà tính ra phải dậy sớm dậy mới thấy cái không khí nó trong lành. Đúng rồi. Ít xe cộ. Thích hơn như bình thường 7-8 giờ đi sáng là thấy đông ờ, xong là lại đông người, xong là ngột ngạt đúng không? Buổi sáng này thì đỡ hơn, sáng này thì trong lành rồi. Hà Còi chào quý vị nhé, Hà Còi đang có mặt ở cầu Long Biên. Bây giờ team Phạm Dũng và xe đầu kéo cũng rất là muốn anh em Hà Nội phố, anh em Hà Nội phố để dẫn mọi người tham quan cây cầu Long Biên để làm kỷ niệm. Và bây giờ thì đây, đúng đây. Em cảm xúc không? Lên cầu Long Biên có thấy cảm xúc không? Em đi Hà Nội cũng có chục lần đấy, nhưng mà lần đầu tiên lên cầu Long Biên. Đi qua dưới gầm cầu rất là nhiều luôn. Bây giờ anh em mình phải đi không là vài năm nữa là người ta sửa lại cây cầu này. Nó sẽ có những cái hình khác bây giờ. Đó là bây giờ là anh em mình phải trải nghiệm. Đi đây rất hết sức cẩn thận nhá, đúng nhá. Cái bê tông nó rất là mỏng này. Cái đông này mỏng lắm rồi nhà ơi. Đông này mà đi mà không cẩn thận ấy là nhớ đâu nó gãy ra cái thì cũng nguy hiểm đấy. Chào mọi người. Giới thiệu mọi người, đây là một trong những con đường có cái tấm tranh gỗ dài nhất thế giới. Dài nhất thế giới đấy. Kỷ niệm khoảng hơn 4 km. Vâng. Công trình này có phải để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long không anh? Đúng rồi em. Vâng. Và phía dưới đây đó là chợ Long Biên em này, chợ hoa quả, chợ đầu mối lớn nhất miền Bắc. Miền Bắc. Vâng. Còn cố gắng ghi lại cái thông tin này để nhớ đâu 10, 20, 30 năm nữa mình xem lại. Nhớ là kỷ niệm buổi sáng mùa thu Hà Nội, mấy anh em rủ nhau lên cầu Long Biên để trải nghiệm. Mặc dù thì Hà với anh Duy thì ở Hà Nội thì đi qua cầu này nhiều lần rồi, cũng như là đi bộ rất nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì lại đi cùng với team các anh em trong Sài Gòn này, rất cảm xúc. Đây là chợ đầu mối Long Biên cả nhà ơi. Chợ đầu mối hoa quả lớn nhất miền Bắc ấy. Chợ đầu mối thủ đức trên Sài Gòn ha. Dòng người giờ này là giờ đi làm mà, nên là dòng người đi lại rất là vội vã đi làm. Bây giờ là mưa quá cả nhà, mọi người đã ra đến giữa cầu rồi nhưng mà quay lại. Bây giờ là trời rất là mưa. Nhưng mà hình như là tất cả những anh em làm về cái YouTube này thì không có ngại trời mưa, trời nắng gì cả. Là vẫn cứ di chuyển thôi. Mà không ai vội vã đâu nhá. Cứ đi bình thường thôi. Mọi người thấy không? Rất là hay. Trời mưa đấy. Tất cả mọi người đều mặc áo mưa. Thứ nhất là mấy anh em đi bộ này vẫn bình thường. Hà Nội mùa thu rất là mát mẻ mà mưa, nếu mà không mưa thì hôm nay thì quá tuyệt vời luôn. Mà thôi không sao, đi bộ dưới trời mưa cũng là một cái hay đúng không cả nhà. Hà Còi chào quý vị nhé. Hà Còi đang vào quán Anh Hòa, quán tên là Hà Nội phố. Để hôm nay anh Hòa cũng mời tất cả team YouTube đến cửa hàng anh Hòa để hôm nay thì đúng mùa cô gia nhỉ anh Hòa nhỉ. Đúng mùa cô gia luôn đấy. Tháng 10 đấy em, vâng. Anh Hòa mời mọi người qua đây để trải nghiệm món cua sông. Bây giờ mọi người đang ngồi đây. Hôm nay có Phạm Dũng này, đầu kéo Vlog này,
mặt riêng luôn. Còi chào mọi người nhá. Còi đang ở quán Hà Nội phố của anh Hòa. Hôm nay thì tất cả anh em lại muốn ăn những tất cả những món ăn đặc trưng của miền Bắc. Thì có món cua sông này. Anh muốn mời Dũng với mọi người thưởng thức. Có thể là ở trong Nam cũng có, nhưng để mà còn đang còn sống như này ấy, thì trong Nam không thể có, vì cua nó chỉ sống ở hai vùng duy nhất thôi, là Thái Bình và Hải Dương. Nó không thể sống ở cái vùng khác được nữa. Nên là cái lẩu cua sông này là một cái đặc sản của nhà hàng Hà Nội phố ở đây. Lẩu cua thì em thấy nhiều nha, nhưng mà cái con cua này để nấu lẩu thì chưa thấy bao giờ. Đó. Thấy. Cái cua thì rất là cầu kỳ, anh đã làm một trước ít để làm cạnh rồi. Đó, bây giờ em ngửi, em ngồi cạnh anh rồi em ngửi thơm lưng luôn. Thơm cực kỳ luôn. Cái này nuốt nước bọt luôn, ngon lắm. Lát nữa anh còn mời em ăn một cái món nữa là dân dã thôi nhưng mà sẽ rất ngon. Anh sẽ bật mí với em sau. Bí mật. Món này thì nó lại không, nhìn nó không hoành tráng lắm đâu nhưng mà ăn thì nghiện luôn. Để em đoán thử nha. Chắc là cọc kê quá. Không, món dân dã mà. Và ăn bún thôi. Nhưng mà lát nữa. Đây giới thiệu mọi người, đây là Ánh nhá và chồng Ánh. Đấy, mọi người cứ thắc mắc anh có chồng chưa, hôm nay công khai luôn nhá. Vận động viên bóng rổ ấy nhỉ? Vận động viên bóng rổ ở đây. Giờ mọi người nhìn anh ấy, nhìn qua góc này nhìn giống hệt Mỹ Tâm luôn. Đấy, còn đeo cả kính nữa, giống hệt Mỹ Tâm luôn. Nếu mà Mỹ Tâm về đây là cái gì nhỉ? Mai Tài Bến. Mai Tài Bến. Mình nhìn thấy anh giống Mỹ Đình. Mỹ Đình. Mình thấy anh giống Mỹ Đình. Đây, bạn Tú đây. Riêng này. Cả nhà ơi, các clip phải giao lưu quá nhiều rồi ấy, nhưng mà anh em cứ lưu luyến mãi mà chưa thể dứt ra được. Ngày mai thì cả đoàn sẽ đi Hà Giang. Hà thì lại cô đơn một mình ở Hà Nội. Không biết anh em đi Hà Giang có mua quà gì cho mình không đây? Đưa cái bạn để bắt vợ về cho nhà. Bắt vợ. Để mình mua cho bạn con dao mèo thật đẹp này, bạn xẻo thịt dê nhỉ? Bạn mua cho mình con dao mèo nhá. Ok nhá. À không, dao mèo Hà có nhiều rồi. À. Dao mèo có nhiều mà nếu mà mua thì mua của anh Hải Sapa TV luôn đi. Mang về cho mình hai mớ rau cải mèo nhá. Cải mèo à? Rau cải mèo. Có 5.000 một mớ thôi. Tức là bạn thích ăn những cái đồ dân dã đúng không? Ừ. Mình thèm một bữa rau cải mèo chấm với trứng. Hôm nay thì buổi trưa hôm nay thì anh Hòa đã mời mình ấy. Anh Hòa chủ nhà hàng Hà Nội phố nhá. Cua da này đang mùa này rất ngon này, cá trình nướng này và tí có gà hấp lá sen đó. Thì mọi người nhìn thấy bữa ăn hôm nay hấp dẫn không? Em lắm rồi, đang chờ gà, đang chờ một lắm món lên. Dũng thì muốn là bày hết đồ ăn ra xong bắt đầu là gọi là khai tiệc, bắt đầu với khai tiệc. Phong cách của Dũng là cũng hơi gọi là siêu to khổng lồ đấy. Đây, Hà sẽ quay một vòng quán của anh Hòa đấy. Đây, Hòa đây. Anh Hòa, anh em mình uống cái là để em quay một vòng quán của anh nào. Chúc sức khỏe nhá. Vâng, chúc sức khỏe anh nhá. Quán anh Hòa rất là đẹp nhá. Quán anh Hòa có 3 tầng cơ. Thì tầng 1, đây là tầng 1. Không là tầng 1. Có các bức tranh vẽ rất là nhìn kiểu thời tiết kiểu cuối thu đấy, lá rụng hết thì còn bức cành không thôi. Đấy, các thứ khác đang ăn đấy. Quán Hà thì ở cánh Hòa thì có điều hòa nên là nó rất là mát. Ngon. Cái hương vị miền Bắc nó rất là đặc trưng, rất là ngon, rất là khác với miền Nam. Em nhìn anh ra em cũng thấy ngon. Hôm nay em đi ăn món gì nhất? Dạ. Hôm nay em đi ăn món gì nhất? Món nào cũng ngon nhưng mà em món trắng với cái nước chấm này
này nè. À, bún chấm với cái này. Dạ, cái gì? Tại vì lần đầu tiên ăn cái vị này nó lạ, nhưng mà nó làm cho mình cái cảm giác là mình giống như nó gần gần gũi với mình vậy á. Dạ, xin thêm chén nữa. Dạ, có luôn. Rất nhiều anh em lên lại bảo là sao lại cây gà lấy đông ra phải nhiều thế, làm gì có cây gà đông cảo bán cho ông để mà còn mỗi một con gà chỉ có hai quả thôi, làm sao phải nhiều như thế. Nhưng mà không, có những cái đơn vị người ta mua gà đông cảo người ta làm gỗ, người ta chỉ lấy thịt thôi, tất cả phần chân và phần cây này người ta sẽ để ra người ta bán ngoài. Nhưng cây gà này thì cái giá nhập vào rất là cao, cái giá thành của nó cao nên là người ta sẽ bán lẻ ngoài. 210.000 mà chỉ có 11 cái thôi đó. Đấy, có thể 11 cái, có khi có đợt mà nó quả nó to nó chỉ có tầm khoảng 8 cái. À. Mấy chục ngàn một cái trứng cây gà đấy. Ăn cái này ăn vào cố gắng mà khỏe nhá. Thế là chỉ là nhà chỉ 5 quả luôn. Trời ơi, cái đó chắc nổ luôn. Nổ luôn. Ôi, chỉ cái này. Chín chưa? Chưa. Không bỏ mà nó tôi không. Vẫn như lần trước là cứ phải lổi. Nổi phồng phồng. Nó nổi phồng phồng như thế. Nổi phồng phồng thì bắt đầu mới chín. Tức là bao giờ nó nổi lên nó mới chín, đúng không anh? Đúng rồi, đợi nó nổi các bạn ạ. Cái gì chẳng có, bây giờ cái gì chẳng có, quan trọng là nó chấp nhận cái giá thành. Nhưng mà các bạn nhìn lên chủ quán này, có nghĩa là mình tin tưởng từ cái ngoại hình rồi. Thứ hai là nếu các bạn không tin thì có quyền kiểm chứng. Ví dụ nhá, anh dẫn mình đi xem những cái tủ đựng lá sen, trái chua là trái gì ấy nhỉ? Dọc. Quả dọc đó. Rồi anh chứng minh từ cái nguồn gốc của cái sản phẩm anh dùng ở đây. Và cái quan trọng nhất là các bạn được ăn là các bạn sẽ cảm nhận được. Đây này. Cái gì nó to nhờ. Kinh doanh nó chính nhưng mà đây là nhà nhá. Hà với cả Phạm Dũng đang quay cái bữa ăn ở đây. Một cái bữa ăn rất là tuyệt vời ấy. Muốn ghi lại để gửi đến quý vị là quán của anh Hòa bên nhà hàng Hà Nội Phố. Thì hôm nay anh tiếp đón mọi người rất là nhiệt tình, cũng như là giới thiệu tất cả những cái đặc sản của vùng miền. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Đó, cái cây gà này. Trời ơi, cái cây gà này. Tí... Chí đã ăn cây gà bao giờ chưa? Chưa. Thế tí ăn thử nhá. Có dám ăn thử không? Nhưng mà tí Chí đừng có mút một phát luôn nhé. Lần trước anh Hà làm ăn là bỏ lại. Thật ra em nổ một cái, chắc nổ thiệt cái. Nổ lắm. Sắp chín chưa anh? Phải nổi hết không? Nổi rồi đấy. Cái này nó chơi như kiểu bánh trôi ấy. Vợ anh bảo là nó phải như bánh trôi ấy. Nó phải lổi lổi lên thì mới ăn được. Ngon không cả nhà? Cả nhà nhìn thấy ngon không? Quá ngon luôn. Những ai ăn được cây gà nào? Cái món này chị em cũng ăn được anh? Thử miếng nào. Quá chuẩn. Miếng đi. Quá chuẩn rồi. Em cũng trùng quá. Anh ăn một quả đây. Bỏ cua đi. Ăn quả nhẹ quá, mình ăn một quả thôi. Ở nhà giờ mình con nhà mình thích ăn món này. Ok lắm. Ngon chứ. Cái này ngon lắm. Cái con gà. Con nhà mình hai đứa tranh nhau luôn, cứ thịt ra sao là tranh nhau. Kia là đưa anh bạn cái này. Em xin thịt bò thôi đúng không? Thì bò em phải thử. Okay. Không ai thử cái này đi mà nhớ bạn. Okay, để cái bát mới. Đấy, cây gà này cả nhà ơi, nhìn không? Nhìn hấp dẫn không? Hai quả mà nó chật cả bát kìa. Hai quả chật bát luôn đấy. Sao có một cái mà anh thắc mắc là sao mà có con gà nó bé như thế mà quả này quả nó to như thế? Mình to mất bao nhiêu con gà như vậy mà quả mình nó lại bé thế. Bỏng đấy Diêm ạ, bỏng đấy. Bạn ơi, dùng nhá. Đây của Chí đây. Chí ăn luôn đi Chí. Chí nhìn hai quả của Chí nhìn đẹp không? Hai quả của Chí nhìn xếp rất đều chứ. Mà nhìn hấp dẫn không? Hấp dẫn đúng không? Rồi. Anh quả thơm. Không, không cần đâu. Nếu anh không ăn thì đủ rồi. Em chỉ cần một quả thôi. Em một quả thôi. Em bị lệch hả? Anh cho em một quả thôi. Em bị lệch à? Lệch thôi, lệch cũng được anh ạ. Tối về anh em ăn cả dê thôi, không cần đồ đổ đâu, không cần đổ đâu. Anh cứ bỏ vào. Nóng phải chị. Anh ngày xưa chứ nóng thì trong nhà ngoài. Làm dê lắm. Cẩn thận nhá, đảo cồn đấy. Thôi được rồi anh ạ. Rồi. Xin. Cảm ơn.
cả nhà ơi, cả kê gà đây. Đó, cả nhà nhìn thấy hấp dẫn không? Ngon lắm đấy. Các bạn thử từ nào. Nóng quá bạn ơi, đang nóng đấy. Chưa dám thử sợ bọc mồm ấy. Không sao đâu. Không sợ bọc. Để. Cái bò của anh cũng đặc biệt. À đây, bò đây. Đây là gầu bò. Gầu bò, ăn béo ngậy luôn. Béo lắm. Nhưng mà ăn sợ bỏng nên cho mình ăn từ từ, rất là béo. Ở nhà bình thường con nhà mình ăn hết rồi. Bao nhiêu năm nay con gà làm thịt ra, con nhà mình ăn hết. Đầu tiên thì ăn gà Đông Tảo nữa thôi. Kê gà Đông Tảo thôi. Con nhà nó to, con gà bình thường rất là nhiều. Nói như mà ở nhà mà mổ ra cho cả vào. Cái đồ này em một cái nhường ngon lắm. Béo. Hai là cái nhường như trưởng con. Làm gì mà được ăn con gà mấy đâu đúng không? Nhà thì con gà ngon đúng không? Ngon chứ. Lại nó nóng. Nóng rồi. Lại nguội cảm nhận. Đây là coi mời mọi người ăn miếng kê gà nhé. Cầm tí tiêu. Anh tưởng như hàng không? Mình lượn lượn được. Cái mạch máu. Em phải nhìn cái độ tươi của nó, cái mạch máu. Béo mà nó thơm. Chẳng có cái kê gà. Nó thơm nhỉ? Thơm á. Ngon lắm rồi nhỉ? Tuyệt vời luôn. Anh. Chị em ăn cây gà thế nào? Rất là tuyệt vời, béo, thơm và tươi. Nó chỉ có mùi thơm thôi mà. Thơm đúng không? Rượu, anh ăn chưa? Có mùi thơm bị béo. Ở phía ngoài nó có một cái vỏ. Cái vỏ ngoài nó bao bọc nó dai, nhưng mà ở trong nó rất là béo. Đó, cây gà rất là béo. Ở ngoài là dai nhưng mà ở trong rất là béo và mềm. Em bỏ mồm em điều khiển được nhiệt độ mà không sợ đâu. Đúng không? Đó nó mới ngon. Không một tí nữa nó gợi nhẹ lên cả miệng. Khi mà lọc quá thì mình phải ngập miệng lại sắc luôn. Ừ. Sắc luôn. Càng há mồm ra thì nó càng lọc. Sao bảo cái vị của gà Hà này giống ốc rồi ha? Ốc mới này. Cái món gà này ngon lắm cả nhà nhé. Món gà này hết sạch luôn. Hôm nay bữa tiệc nhiều như thế mà hết sạch luôn đấy cả nhà. Gọi thêm đồ đấy. Vợ anh bảo ăn gà nó bảo vị như ốc. Bò gì thì bò nhưng mà cũng phải bò ta. Bò ta vẫn là ngon đúng không? Bò ta vẫn ngon. Bò Mỹ, bò Miếc nó... Bò này bò... Đấy cả nhà thấy không? Một bữa tiệc đầy như này mà mọi người ăn cũng tan hoang rồi đấy. Ăn thử nào. Đây, cái này là cái gầu đúng không anh? Gầu này mình có cần chấm cái gì không anh? Em thử xem nào. Đây, chấm nhé. Mời các bạn nha. Gia vị này. Tuyệt vời lắm. Đây Hà Còi, sẽ cho mọi người xem nhé. Những thịt bò nó có vừa có thịt nạc vừa có thịt mỡ, nó xen với nhau như ở bò Kobe ấy. Không mỡ. Đấy, nhưng mà cái béo gì béo lắm. Mà nó thơm luôn đấy. Ngon à. Rồi Hà Còi xin chúc mọi người xem video thú vị nhá. Hãy cho Hà một cái like tích cực nhá, comment tích cực nhá. Ở cái like tích cực nhá, comment nữa. Xin chào hết cả mọi người. Like cho và chia sẻ cho Hà nhá, đăng ký cho kênh OK Con Dê. Xin chào mọi người.
Bây giờ cả nhà nhá, bây giờ là sau khi là lấy kinh xong là bây giờ anh em đang chia đồ đoàn này, chia đồ này, mỗi người một nơi ở, bây giờ tính sao giờ? Chia đồ này. Dũng là vận động viên bóng rổ cơ mà. Đây giới thiệu ở nhà là Chí, là em Chí là vận động viên bóng rổ nhá, chồng của anh ấy. Trên úp sọt. Trên úp sọt đấy. Em cao hơn 1m8 mà nặng cũng là có hơn tạ thôi. Sau khi là giải nghệ bóng rổ là bây giờ là phát tướng hơn đúng không? Đúng rồi. Cưới vợ phát tướng thôi. Bây giờ chuyển gì đó. Mọi người hay nói là sân hàng chiếu. Sân hàng chiếu. Đá banh. Sân nhỏ. Và bây giờ anh em chia đồ để bắt đầu là ngày mai là bắt đầu là lên đường đi Hà Giang cơ. Bây giờ là chia đồ là Chí là lâu ngày không gặp vợ là sốt ruột là về khách sạn lắm rồi. Bài ra Hà Nội giờ gấp thở sáng nay luôn. Gà đông tảo nữa. Tú nhìn Tú buồn thế nhỉ? Ô đang quay Chí này. Quay sang Tú mà Tú cũng là dạng to con rồi nhá. Bé xíu luôn. Đây đây đây, mình quay như này cho mọi người xem là mức độ hoành tráng của Chí này. Kia. Đây cả nhà nhìn thấy không? Chí rất là kinh công, đúng là kinh công luôn. Đấy có vấn đề thì xe. Chí bây giờ là hiện tại là em bao nhiêu ký? Chí bây giờ em bao nhiêu ký? Em 105. 105 ký. Bí mật nhá, đừng nói gì hết. Chí là chồng của anh nhá. Đây là bạn anh mấy hôm nay mọi người cũng quen khuôn mặt của anh lắm rồi. Nhưng mà anh giấu mãi hôm nay với lộ diện ông xã. Không có, tại vì em định ra đây một tuần thôi rồi xong em bay về, nhưng mà em lại phát sinh ở lại thêm một tuần nữa xong rồi ông phải bay ra. Rồi. Đây là đang quay kiểu quay ngang rồi nhá. Quay ngang rồi chỉ đến ngực thôi, của Chí thôi. Siêu to khổng lồ luôn. Chí cao mét tám mấy đấy. 80. Nặng 103 kg. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Đâu cái giờ này nó giống bỏ lắm rồi. Không là cái gì thôi, quả tay này cả. Đây cả nhà nhìn thấy nhá. 300 mét. Rồi cái tay này chứ. Đấy mà Tú cũng là dụng diện to con đấy. Nếu mà không có Chí là kẹp vào đây luôn anh chúc. Thôi anh tránh ra. Không có Chí là rồi, cái này mà kẹp là em phát là như càng cua kẹp luôn, nó đi luôn. Đi luôn. Kẹp thật nhã luôn. Cái này mà ôm cô gái nào thì phải nói là tuyệt vời biết bao luôn. Thôi Hà Còi xin kết thúc video ở đây nhá. Xin chúc mọi người xem video thú vị. Hãy cho Hà một comment tích cực và hãy ấn like kênh của Hà nhá, để cho Hà có động lực làm video tiếp theo hơn. Đây, Dũng với cả Tú đang qua công ty. Cái này của là Hà. Đồ bán luôn hả bạn? Đồ bán mùa đông đấy. Ồ, đẹp đấy nhở? Mua cho vợ luôn anh chú ơi. Các là đồ mùa đông của Hà đây. Cái này mua cho vợ. Bộ này bộ mình mặc là đẹp. Đồ đẹp chứ. Dũng thấy không? Em vào đây em đã bao giờ nhìn thấy 5 người coi như là đấy, như này chưa? Mà tại sao công ty anh thiết kế đồ mà để mấy cô này không mặc đồ thế này? Nhưng mà đấy là vẻ đẹp đẹp nhất em ạ. Nên là bọn anh phải bơi ra. không quay. Em xinh thì anh phải quay chứ. Đấy cả nhà nhìn thấy không? Nhân viên của Hà toàn những người được qua tuyển chọn. Vừa mặn mà lại còn vừa đằm thắm nữa cơ. Đấy. Tính muốn mua cho con gái luôn đấy. Cái này là 1.8 triệu nha anh. Không, giá bán ở đây đề là có 180.000 thôi. Thế là anh vẫn muốn mua cho con gái. Sản phẩm này sẽ được nhân ra khoảng tầm 100 cái nữa nó mới được ra bán như thế. Khi nào bạn mà bắt đầu làm mà triển khai ra cho mình làm cái chi nhánh của bạn ở Hà Tĩnh nhá. Được. Tặng okay. Cho vợ mình bán đấy. Rất là chất lượng luôn. Hôm nay rất là vinh dự được có anh Hòa chủ quán Hà Đường Phố này. Không có bán Dũng này với cả Tú này qua công ty của Hà. Em ở bây giờ thì hơn 5 giờ chiều rồi nên là công ty bắt đầu là đang mọi người đang phải về. Đợi một tí thôi nhá. Đấy một tí thôi, xong rồi. Đây, em cầm cho anh cái giấy này, cái này để tí nữa xong. Đây cả nhà ơi, bây giờ là mọi người là đang chuẩn bị về công ty thì đây là chỗ phòng livestream. Giới thiệu mọi người đây là phòng bán hàng online nhá, livestream nhá. Đây là chỉ là một cái phòng livestream thôi. Còn ví dụ là văn phòng, ví dụ kế toán bên kia này, kho này, rồi từ từ là phòng giám đốc hay cái thứ là nó sẽ khác khu nhau. Cái phòng đây là phòng này, phòng này chỉ nhiều máy đẹp.
Phòng này thì giới thiệu với em là bên toàn bộ các bạn ngồi bên kia, các bạn ngồi bên này là các bạn bán hàng online này. Xong rồi các bạn sẽ đứng ở đây live stream này. Đây em nhìn đây, em nhìn ở chân máy ảnh. Em làm nghề em biết rồi nhé, chân máy ảnh nhá. Đúng không? Đèn này, đèn flash này, đèn các thứ này. Đó, để làm sao để cho các bạn đứng live stream. Còn các bạn sẽ công nghiệp hơn là các bạn sẽ chui về đây thay đồ luôn này. Thay đồ ở trong này. Đấy xong rồi ra đây live stream luôn này để đỡ giảm thời gian đấy. Đó, xong đứng đây live stream để bán hàng luôn.